Tí nữa nhớ phải mua cho em nhẫn đẹp nhá. Kiểu đẹp không? Ừ. Sẽ nhẫn đẹp nhất, to nhất của tôi. Đây. Yếu thế. Đây. Dạ, cháu chào bác ạ. Anh chào em. Bác tâm lý quá. Con gái chắc mới đỗ đại học, đưa con gái đi mua vàng ạ. Bác xem đi ạ. Này. Dạ. Mắt mũi cậu để đâu đấy hả? Tại sao lại bác nó lại em là nào? À, dạ. Thế cháu xin lỗi cụ. Dạ hai cụ cháu ạ. Cậu là nhân viên hay chủ cửa hàng? Dạ. Nói. Dạ cháu con chủ ạ. Chủ cửa hàng tên là gì? Dạ bố cháu tên là dạ thôi bác ơi. Ở đây đã phải cửa hàng vàng to nhất chưa? Dạ to nhất rồi ạ. Thôi mình đi. Mắt mũi như thế kia không đứng bán hàng được đâu nhá. Đi. Ôi bác ơi. Sao? dạ, nhìn rõ rồi ạ. Này, bán hàng nó phải có kinh nghiệm. Phải có con mắt nhìn đối tượng khách mà phục vụ nhá. Đại gia và chân dài. Ôi giời. 26 và 62. Có thấy đôi nào đẹp thế chưa? À, đẹp đôi quá. Gọi lại. Dạ, anh chị à. Anh ơi, đừng quan tâm nhá. Ừ. Ôi, nhẫn đẹp lắm cậu này. À, đâu ấy. Cái này. Cái này đi. Đấy. Hàng này ạ. Dạ vâng, em thích cái này. Chị rất là tinh mắt. Cửa hàng em chỗ này toàn bộ đang sale off. Đồng giá 20 triệu. Dạ. Cái gì? Cậu nhìn cái bàn tay của nàng như thế này hả? Dạ. Mà để đeo cái nhẫn 20 triệu bỏ mà lại bán đồng giá. Phải tìm một cái độc nhất vô nhị. Dạ. Mà chỉ em mới có. Độc nhất vô nhị ạ. Chiếc nhẫn nó không phải tôn bàn tay lên mà nó tôn giá trị con người, cậu hiểu chưa? Dạ. Yêu thế. Nó là đồ trang sức. Vậy thì nhưng nó là một khối tài sản. Cái nào đắt nhất? Dạ mời anh chị xem cái nhẫn này. Đấy, nhẫn được đính đá kim cương nhân tạo xung quanh ạ. Nhân tạo không mua. Cái này có phải kim cương zin không? À, dạ đấy, ở giữa đây, cậu lấy tôi xem. Ôi. Cậu lấy tôi xem. Cái này ạ. Ừ. Đưa tôi xem. Đây. Đưa tay anh. Trời. Đẹp quá. Để anh má xem cái nào. Để tay anh má. Đấy, nó phải tôn mặt con người lên như thế nhá. Anh. Được. Cái này bao nhiêu? Dạ. Đắt nhất chưa? Anh rất tinh mắt. Đây là cái nhẫn đắt nhất cửa hàng em ạ. Bao nhiêu tiền? Có giá 200 triệu ạ. 200 triệu? Dạ. Có mua 200 triệu. Mà cậu nói mắt cậu cứ trợn lè lưỡi ra như bị bóp cổ ấy. Dạ. Lấy cái nào đắt hơn nữa là tôi. Có dạ. Cái nào 500, 600 gì đó. Dạ, anh thông cảm. Đây là cái nhẫn gia công rất là đặc biệt. Mà đính toàn kim cương thật đấy ạ. Nên có giá 200 triệu. Đắt nhất cửa hàng em rồi. Bảo hành đấy nhá. Bảo hành ạ. Bảo hành cả về giá đấy nhá. Vâng ạ. Em đeo vào. Ôi, yêu thế. Tình cảm quá. Dạ. Thanh toán. À, thanh toán ạ. À, thế anh thanh toán bằng thẻ. Xét ạ. Xét thì... Dạ, anh thông cảm. Hôm nay thứ bảy chủ nhật nên... Xét thì có vẻ hơi khó. Ngân hàng không làm việc. Thứ bảy chủ nhật thì sao? Tiền của tôi thì tiêu lúc nào thì tiêu. Chứ tiền trong xét là tiền của tôi hay tiền của ai? Dạ, về vấn đề này thì anh thông cảm cho em. Vì cái xét ấy... Ý là không muốn bán này à? À, không, không phải như thế ạ. Mà là... Này, một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Chơi là phải chơi luôn. Chơi dạ, khô máu đi. Dù không phải ý em không phải thế ạ. Mà là về cái xét cái ở ngân hàng ấy, em thật giả nào em cũng không biết. Em cũng không kiểm tra được. Cậu có điện thoại được không? Có ạ. Cậu chụp lấy cái số thẻ của tôi. Thôi. Xong rồi thứ hai, cậu check thử xem trong tài khoản của tôi có bao nhiêu. Thôi. Có đủ mua hết cả cái quầy vàng này của tính năng không? Anh ý. Dạ. Bây giờ không có tiền mặt thì thôi, để khi nào mình có mình mua cũng được. Không, tính anh là nó có thể dứt khoát. Dạ. Đã thích là nhích luôn. À, dạ, xong rồi ạ. Cậu check thử xem nhá. À, anh xem ơi. Là cái số tiền trong tài khoản của tôi có đủ mua hết cái quầy hàng này. Nhưng mà anh ơi, hôm nay là thứ bảy á. Hả? Dạ. Hôm nay thứ bảy à? À vâng ạ. Nhiều việc quá, chả biết ngày tháng nào cả. Hết về đến thứ hai mới được ạ? Vâng ạ. Thôi, để thứ hai mình qua lấy cũng được. Thôi nhá. Dạ. Thế thì để thứ hai nhá. À, vâng ạ. Mà nhớ check thử xem cái tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền, rõ chưa? À, sợ ạ, vâng ạ. Lần sau là không có bác với chú gì đâu nhá. Dạ, đẹp đôi quá. Gọi là gì? Anh chị. Dạ, chào quý khách ạ. Gọi
mấy cuộc không nghe máy. Máy bận đi chị. Mệt rồi. Máy hết pin rồi. Đại đại thì kỹ quá. Cắm xe tôi đâu? Xe có đưa đâu, đã đưa đâu. Mà xe làm gì có tiền. Xe chưa đưa? Đã đưa đâu? À thế à? Giờ này già lẫn linh tinh. Này, à? Thế cái vụ thế nào? Úi giời ngon. Ngon đấy. Tuyệt xì là vời luôn. Này, một chuyến đi nhớ đời. Nhớ đời à? Trắng, mịn, nồng nàn. Nhìn thế. Này, hả? Xã hội bây giờ sinh ra những em sugar baby đồng như quân nguyệt. Hả? Thế chạy ra đúng không? Nhưng mà anh hưởng thôi, mai mình đổi vai nhỉ? Thế là tớ làm nhân viên. Em đại gia. Ui, non chẹt cái đại gia nào. Thì... Hả? Này, cậu ấm con quan. Cậu ấm con quan mà đã có thẻ xanh định cư nước ngoài, tiêu toàn đô. Mà lại cũng bằng xét. Cầm đi cái này, được. Cầm đi cái này. Nào cậu. Đeo cả vai vào xem nào. Đội bóng qua xem nào. Đấy, ở bển về đấy. Này, nhớ là dẫn nàng đến mua nhẫn phải vào thứ bảy chủ nhật, ngân hàng nghỉ và tiêu bằng xe. Bố ơi, xuất hiện gì mà như là luồng gió này hả con? Đi đi không? Không. Không học cho đêm gì? Dạ con đang học ạ. Đang học thì đứng đây lại bảo con đang học. Con bí. Cái gì? Bí á? Ông ấy tí tuổi đầu mà bí. Bí cái gì? Hả? Cô giáo bảo hãy miêu tả về một người mà em yêu mến. Ôi giời ơi, cứ để văn nó dễ như thế mà là gì? Em hãy miêu tả về một người em yêu mến. Thế mà con đã bí gì hả? Hả? Ôi trời ơi, thế thì kém quá. Thế thì chính bố khẳng định luôn nha. Con không phải là bố của bố nha. Cái gì hả bố? Bố muốn nói là bố không phải là bố của bố. Con nói chung là cái đề văn đấy với bố nó rất là đơn giản. Nó quá là giản đơn ấy. Nếu như con chính xác là con của bố nhá, thì con phải thả hồn này. Đấy, vào những câu từ này, những từ ngữ của bài văn này. Cái bài văn này rất là đơn giản đúng không? Con hãy nghĩ và hãy miêu tả về người con yêu quý. Ví dụ như là con yêu bố thì con viết về bố. Con yêu mẹ, con viết về mẹ. Con yêu hay là con quý mến một bạn nào đấy thì con hãy viết về bạn đấy. Hiểu chưa? Trông mặt vẫn chưa hiểu lắm. Ngồi xuống đây. Thế này nhá. Đơn giản ví dụ như là con trai yêu của bố. Bố mới xa con từ sáng đến giờ thôi, nhưng bố luôn nhớ về con. Trái tim bố thổn thức, lòng bố xốn sang khi nghĩ về con. Chẳng hạn như vậy. Thấy chưa? Đấy, cho nên con cứ phải thả hồn mình vào những vần thơ. Tình yêu nó sẽ đến, nó sẽ bằng những câu từ nó lai láng tràn đầy ra trang vở. Con hiểu chưa? Đấy, thế cho nên là làm đi nhá. Mình về giờ đây à? Đau hết cả đầu đấy này, con với chả cái. Này, tôi nói thật với ông nhá, tôi có cái đứa con thể tộm đấy đi tự tử sớm đi. Ô hay, có chuyện gì mà bà cứ xôn lên nhỉ? Đây, đây này, con nhà ông đấy. Trưa nay cô giáo nó nhắn tin cho tôi bảo là tối mời sang nhà cô ấy gặp có tí việc. Đấy tôi vừa sang đây. Đây. Nó viết nguyên cả cái bài văn toàn giọng yêu đương thế này. Này.
mới có tí tuổi đâu mà đã yêu với Đường cái này, không biết được giống ai nữa cơ chứ lại khổ thế chứ. Thế con của bố không giống bố là giống ai? Thế ngày xưa bà có nhớ là tôi chả viết cho bà bao nhiêu bài thơ rồi các bà bức thư tình yêu lai láng nhét ở cái khe cửa đấy, thế sau đó bà mới đồng ý lấy tôi còn gì nữa? Nhưng mà cái hồi đấy ấy, ông viết cho tôi ấy, là ông 16 tuổi rồi nhá. Thế con thằng bé con nhà mình bây giờ nó mới học có lớp 3, lớp 4 mà bà yêu được cái gì hả? Ông nhá, xem thế nào nghiên cứu và dạy cho nó tử tế đi, không thì là thôi đấy. Rồi làm gì mà cứ ẩm ĩ ở nhà đấy, con mình nó có gen trội đôi khi là hay ấy nhỉ. Mà thằng Xin đâu? Đang bên kia kìa. Xin ơi, ra về đây, mang cái giỏ về đây. Ôi trời ơi, đi nhanh cái chân lên xem nào. Chàng trai của Năm vào đây con. Vào đây ngồi. Về đây mẹ bảo đây, ngồi đây. Nào, ngồi ngay ngắn đây để mẹ hỏi. Cái bài văn này ấy, có phải là con viết không? Dạ, con viết mà, chứ con lù lù ở đây này. Ôi trời ơi. Thế được con xem ạ? Đúng là con viết thật hả? Ôi trời ơi, con giỏi nhỉ. Ôi mẹ không ngờ mẹ đẻ được một cái đứa con mà xuất sắc như con đấy nhỉ. Ôi trời ơi, mới tí tuổi đâu mà đã yêu được thế này à hả? Con yêu đứa nào hả? Con yêu đứa nào mà con viết cái giọng nhỏ em yêu xa nhớ này rồi. Mà cái đặc biệt nhá, ở trong cái bài văn này con lại còn yêu hai người một lúc ấy. Thế là thế nào hả? Thế sau này ông định lấy bao nhiêu vợ hả ông? Khá quá, khá quá. Này, nhưng bố nói cho con biết nhá, đây không phải là chuyện đùa nhá. Con có thể là nhớ bạn này, quý bạn kia. Thế nhưng mà đấy chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi. Mình làm đàn ông ấy là mình phải bình tĩnh, mình lựa chọn con này không? Để sau này mình còn lấy vợ như bố này, học như bố này. Đúng rồi. Là mình chỉ yêu một người và lấy một người thôi, con hiểu không? Này, con học tập theo tấm gương của bố nhá. Người đàn ông của trung thủy nhất năm nhá. Chứ không phải là nứt mắt ra là yêu một lúc hai đứa như thế đâu, nghe chưa? Hả? Như thế là không được, bố không đồng ý. Nhưng cái gì hả? Nhưng nhị gì? Lại còn cái hả? Đây không phải bài văn của con. Thế không của con thì của ai? Không phải của con thì con ăn cắp vào đâu hả? Con chép từ tin nhắn của bố ra. Hả? Ôi trời ơi, hóa ra là ông đúng không? Đấy mà động mở mồm ra thì bảo là trung thủy á. Này thì không vợ một chồng trung thủy đấy rồi á. Ôi trời, cái gì này? Sao lại tan hoang thế này? Này, thế thì hôm qua ông bảo ông vào đánh hộ tôi mà sao bây giờ nhà cửa tôi tan tác thế này? Tổng thiệt hại mất mười mấy tỷ thế này. Cái gì? Ông bảo chơi thua thì chịu á? Thế đúng là thua thì... Cái gì đấy ông ơi? Này, ông nhìn này. Làm sao? Nó đánh cái nhà tôi tan hoang này, thì bây giờ thì tiền đâu cho lại? Ôi trời, mười mấy tỷ này chắc là tôi phải báo nhà rồi. Làm sao phải báo nhà? Ông này bị ảo à? Hả? Mười mấy tỷ tiền game mà lại báo nhà? Nhà. Dạo này cứ cuốn vào cái này nó cứ ảo ảo thật ảo thật. Chẳng biết được nào một lần. Ông cẩn thận không có là bị tàu hỏa vào ga. Tàu hỏa nào vào ga nào? Tôi quên. Tàu hỏa nhập ma. Tình hình ông thế nào đấy? Tôi á? Tôi vừa đánh sập nhà một thằng này. Dỡ nhà nó bao nhiêu bạc. Đấy, kim cương. Ôi, bà kim cương lúa nhiều nhá. Ôi này, thì ông ăn được mười mấy tỷ thì ông cho tôi vay một ít đi. Hả? Vay cái này tay phải. Thế thì, này, thì ông cho tôi mượn một ít nhá. Mượn thì được. chuyện. Mới đầu tháng đã vay mượn gì nhau thế hả hai cậu? Chào chị. Em đang vay cậu Tùng về ý tưởng. Còn em lại mượn cậu Bắc về chiến lược. Trời ơi, đoàn kết thế thì công ty được nhờ quá. Vâng ạ. Sao lại bên phòng hành chính lại bảo với tôi là hai cậu rất hay mất đoàn kết, thi thoảng lại ầm ĩ cả phòng lên là sao nhỉ? Thằng nào? Thằng à? Đứa nào nói bọn em như thế? Ông ơi, bình tĩnh cho tôi nhờ. Nhưng mà chị ơi, chị nói với em xem là đứa nào dám nói với chị là bọn em mất đoàn kết rồi, không tập trung vào công việc để em như đòn với nó luôn. Thôi. Sao lại như đòn với nó? Nó như đòn với mình. Chị ơi, em để em đốt bể nước cái. Hai cậu ngồi xuống. Có cái việc gì đâu mà nóng như lửa ấy, ngồi xuống. Không phải, nhưng mà tức không tức nhưng mà nó bực.
Bây giờ dẹp chuyện đấy sang một bên. Hai cậu đã lo xong cái bản kế hoạch 6 tháng cuối năm chưa? Đây, xong hết rồi đấy chị. Chị ơi, chị cứ yên tâm, đúng theo như sự chỉ đạo của chị ấy, dạ. Bọn em làm ấy, là cái bản kế hoạch này đúng theo nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Đúng. Bọn em mà đã phối kết hợp với nhau thì nè, như nào nhỉ? Nhỉ? Trăm trận trăm thắng. Thì tôi tin tưởng hai cậu. Dạ. Lát nữa gửi luôn vào mail cho tôi nhá. Dạ, chị đi về phòng là có luôn. Bước chân vài bước thôi là email đã nhảy vào hòm thư của chị rồi. Chị đi lên, chị đi lên. Lên lên lên, ông chuyển cho tôi cái. Đi đi, không tôi vay luôn đấy. À, ý tưởng vẫn đang bay ý tưởng à? Nhanh, chuyển nhanh, tôi làm trận khác nữa. Tôi chuyển cho ông 500 triệu thôi nhá. Rồi gì? Quái lạ. Cái cậu Tùng với cậu Bắc này bảo chuyển mail từ sáng bây giờ vẫn chưa thấy đâu rồi sao? Trời, lại còn không liên lạc được à? Kế hoạch. Ông ơi, cái chiến lược như nào nhỉ? Đây. Thôi. Dạ. Hai cậu phải làm trò. Hẹn mấy hò thế đấy à? Dạ. Từ đầu giờ sáng mà chuyển mail cho tôi. Giờ là đầu giờ chiều rồi, các cậu biết không? Ô chị ơi, sáng nay lúc mà chị vừa ra khỏi phòng là bọn em đã gửi rồi đấy chứ, nhưng mà chắc là mạng nó chậm, đâm ra là thư nó không đến được. Khéo bây giờ nó vẫn đang treo lơ lửng đấy ạ. Lát. Vâng. Tức là hai máy ở dưới này do mạng lag nên không chuyển được kế hoạch cho tôi. Chính ạ. Chú ý bảo sao? Dạ. Tôi đang cày thì vì mạng lag cũng mất đi vài tỷ đấy. Ôi giời, thế là chị cày game à? Thế chị là cũng chơi game là giống... Đây. Đúng không? Ôi giời, chuẩn luôn. Game này đúng không? Chuẩn. Ôi giời ơi, thế giỏi em, Liên Minh à? Đồng lương. Chị ơi, chị nhìn này, em vừa dỡ nhà của con bé thùng phi di động được vài tỷ luôn, nhà nhiều bạc mẹ lúa lắm. Ôi, ngu, nhà được nhà tôi sao gió, bảo sao điền thế, đang điền hết người đấy. Chị không, chị không nói trước, bọn em có biết đâu. Em thấy chị đi vắng thì em cứ vào dỡ thôi. Này, em bảo thứ thật với chị này. Chị. Từ ngày mà bọn em về cái công ty này làm ấy, suốt ngày thì chơi game. Em nói chị nghe nha, cái trò này chơi nó ham lắm. Quê nhá, mê còn hơn mê vợ. Thôi, phấn khởi quá nhở. Chúng mình là đồng nghiệp, đồng game nữa. Hai cậu ký vào đây cho tôi nhá. Ký cái gì ạ? Biên bản vi phạm nội quy của công ty. Cái gì đấy? Phạt 120% lương. Này thì được. Phạt. Tắt nhạc đi. Quân vô ý thức. Không còn ăn còn ngủ gì được nữa. Cái đồ vô ý thức. Sao có vấn đề đấy anh già? Ai vừa ý kiến gì đấy về chuyện nhạc nhẽo của tôi nhỉ? Mà anh già bảo ai vô ý thức ấy nhỉ? Tôi cứ nói thế thôi. Nói thế là thế nào? Tôi nói với anh nghe là mỗi một lời nói của anh là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đấy nhá. Mà nhạc nhà tôi bật ảnh hưởng gì đến nhà anh? Hả? Thôi anh đi về đi, tôi đóng cửa. Anh cứ về anh bật nhạc nha anh. Đi, anh về đi, tôi đóng cửa. Tôi về bật nhạc, ông đừng có ý kiến gì hòng nữa nhá. Vớ vẩn. Đúng là sống chung với lũ. Thầy Giang ơi. Mời cô vào. Cho hỏi à, có phải nhà thầy Giang đây không nhỉ? Dạ vâng ạ, thầy Giang là tôi đây ạ.
Chị uống nước đi. Thế chị đến đây có việc gì? Chả giấu gì thầy. Nghe người ta đồn thầy chữa được bách bệnh. Thì trong người cũng có đôi chút khó chịu. Vâng. Nên là đến làm phiền thầy. Thế cô thấy trong người nó thế nào? Trong người tôi nó khó chịu lắm. Ừ. Chẳng muốn làm gì cả. Ăn có ngon miệng không? Không. Ăn không ngon. Ngủ có sâu giấc không? À. Mà lại lúc nào trong người nó cũng bồn chồn, khó chịu. Ừ. Chẳng muốn làm việc gì, chẳng muốn nói chuyện với ai. À. Chẳng muốn gặp ai cả. Nói chung là buồn lắm. Thế thì thế này nhá. Cái bệnh của cô ấy là nan y đấy. Không chữa trị cẩn thận, không chữa trị đúng thời điểm thì nó bệnh nó sẽ phát triển lên là không chữa được, bó tay. Cái bệnh này nhẹ thì mắc chứng trầm cảm sâu, luôn luôn có ý nghĩ tự vẫn. Mà nặng nữa thì có khi phải về với ông bà, ông vải mất rồi. Phui cái mồm nhà thầy. Tôi đến tôi khám bệnh, tôi chữa bệnh. Thầy chữa được thì chữa, không chữa được thì thôi. Chứ để đi chùi ẻo tôi như thế à? Thế cô có muốn chữa bệnh không nhỉ? Thì chả chữa thì sao? Ờ, cái bệnh này là nhiều tiền đấy, tốn kém lắm đấy. Chứ, tưởng gì. Tiền ấy, đối với tôi nó không phải là vấn đề. Vấn đề ấy là thầy có chữa được hay không thôi. Nhẹ nhàng thì cứ để cho 5 củ trước đấy. Chữa đi. Cô để cho 5 triệu hả? Ừ. Thế bây giờ tạm thời thế này nhá. Cô đứng ra cái đầu ngõ kia, mặt ngoảnh về hướng đông nam, lấy hết sức bình sinh, hét lên thật to là đồ vô ý thức. Cứ thế cô hét để tôi đếm thử xem được bao nhiêu câu thì tôi còn bốc thuốc. Thật thế hả thầy? Thật thế. Hét thì thế luôn hả thầy? Ừ. Hướng nào hả thầy? Đông nam. Cái đồ vô ý thức. Đồ vô ý thức. Đồ vô ý thức. Ba lần thôi thầy ạ. Mệt quá. Nó chỉ mệt thôi, chứ chả thấy nó hết gì chết gì cả. Sức cơ được vậy thầy. Hơi nó hơi ngắn. Thế là bệnh tình là hay đấy. Đứa nào vừa bảo vô ý thức đấy, đứa nào vừa nói vô ý thức đấy? Có ai nói đâu. Anh chả nói ạ. Anh Tùng. Ồ, Trang. Trang cái gì mà Trang? Anh bỏ em đi đâu bao nhiêu ngày nay, anh chặn số em, anh chặn Facebook của em. Hả? Tại sao anh lại làm như thế? Anh đền cho em đi. Bây giờ em bị phát điên phát rồ lên, em bị chết, em bị hâm rồ. Em phải đi khám bệnh đây này, anh thấy không? Thế hóa ra em vào trong này khám bệnh à? Chứ còn gì nữa, chứ còn đi đâu? Thực ra là anh cũng bị xì chép. Đâm ra là cứ 12 giờ trưa là anh phải bật nhạc lên để xả xì chép. Anh bỏ rơi người ta xong anh còn chết cái gì? Không phải đâu em. Tại bố mẹ anh đi xem thầy, mà thầy phán là tuổi anh và em không hợp nhau, không thể đến được với nhau. Rồi là ngăn cấm, đâm ra là anh bị xì chép rất nặng nề. Đấy, chính vì thầy đấy nên là tôi cứ phải bật nhạc 12 giờ trưa để tôi nghe đấy, để tôi xả xì chép đấy. Ờ, thôi thế này. Ờ, các anh... chị có thực lòng đến với nhau không? Tôi nói với thầy nhá, bây giờ tôi không thể nào thiếu được em Trang của tôi. Được rồi, cái gì thì cũng có cách giải. Trong một ngày xấu cũng có một giờ đẹp. Bây giờ tôi sẽ bấm cho là ngày nào là có thể tổ chức cưới được. Còn cái này thì cô thôi cho cô cứ cầm lấy. Ừ. Cô cầm lấy thôi nhá. Thế thì chăm sự nhà thầy, thầy giúp cho bọn em. Em xin hứa từ nay em không bao giờ nghe nhạc vào những cái giờ mà... Không bao giờ hát karaoke giữa trưa nữa, để cho hàng xóm láng giềng nghỉ ngơi. Không hát karaoke, không nghe nhạc giữa trưa. Thầy cứ yên tâm ạ. Hy vọng là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì cô gì nhỉ? Cô Trang ạ. Ờ, cô Trang sẽ là hàng xóm mới của chúng tôi. Nhá. Thế thầy chuẩn bị đi ăn cỗ cưới thầy nhá. Tốt quá. Đấy là nhất định là thầy phải có mặt đấy nhá. Em nhờ.
Tôi bà anh mà, tôi xin bà. Tôi xin cái gì mà xin, xin cái gì mà tôi bảo ông ngồi đây cho tôi nói chuyện, nhanh lên, ngồi đây. Ôi 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 này 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 này, ôi giời ơi, đi ra đây, ra đây tôi bảo đây, đi ra đây. Tôi bảo ông đi ra không, ra đây, ra đây, ra đây. Đâu rồi đường nào hả hả hả, mổ cả lợn của con mang đi, tiền đâu hả, đàn lợn của tôi đâu, ông mang ông bán đi đâu rồi, mà tại sao ông lại không đi ra đây ông nói chuyện với tôi hả? Tôi làm sao tôi phải ra, nhà này là nhà tôi nhá, tôi thích nằm đâu tôi nằm, tôi thích ngồi đâu tôi ngồi đấy. Ông thì ghê rồi, ông thì quá ghê rồi. Nhưng mà tôi bảo ông ra không hả này, tôi cứ nằm đây đấy, nằm đây nó mát. Này, mình ơi, dạ. Lên đây em bảo cái này, có cái này hay lắm, lên đây em kể cho mà nghe. Rồi, này cái vở ấy cũ rồi nhá, tôi bị lừa nhiều rồi nhá, còn lâu tôi mới ra. Thôi, mình ra đi, tiền nong gì em bỏ qua hết, em không hỏi nữa đâu, ra đây mình. Không hỏi nữa, tôi làm đây tôi ngủ một giấc rồi tôi mới ra. Cô hay. Có gì thì không có gì đấy. Giang ơi! Này! Giang! Ra mà có khách đi! Tôi chết rồi, cái thằng cú phễu nó sang kia kìa! Rồi, tôi chết này, tôi rồi! Đừng, đừng nói tôi chui xuống gầm giường tôi trốn bà nhé! Chị biết rồi! Ơi! Giang ơi! Em chào chị ạ! Chú phễu sang chơi đây à? Dạ vâng! Chị ơi! Anh Giang nhà mình có nhà không chị? Gặp anh có tí việc! Anh thì có nhà nhưng mà anh lại đang dở cái tay cho chị ở dưới gầm vừa giường ấy! Anh làm gì mà chui dưới gầm phản này? Anh nhà có việc! Thế là anh vào anh quét cái mà nhạy. Ừ để đánh anh. Em mới sợ chị đánh anh. Trời ơi, chị nào mà dám đánh anh ấy. Ai dám đánh anh. Riêng vợ tôi nhá, muốn nói chuyện với tôi nhá, phải quỳ xuống trước mặt tôi để nói chuyện nha. Chị phải quỳ xuống đi. Thế em không biết ạ, nhưng mà anh quét mà nhạy xong chưa? Chưa rồi. Đây, chổi đây, mình quét đi rồi. Chị cứ ngồi chơi chơi nữa nhá. Anh quét nhanh lên, em gặp anh có tí việc cần đấy. Anh làm tí đã nhá. Chị Trang ơi, chị Trang ơi. Rồi chị ơi, chị ơi. Hả? Hình như là bố vợ em sang đấy tìm em hay sao ấy. Chết rồi. Anh ơi, hả? Trong này còn nhiều mạng điện không, em vào em giúp anh nhá. Trong này á? Vâng. Sợ nó nóng lắm. À, chết rồi chị ơi. Vợ em nếu mà có hỏi thì chị bảo em không ở đây nhá. Chết rồi. Ui giời ơi, chị Trang ơi, có lão phễu nhà em bên này không? Phễu hả? Vâng. Không, không có phễu nào cả. Thế sao? Đâu giờ này? Có chuyện gì? Lão phễu nhà em có bao nhiêu tiền đi vay mượn cấp họ hàng cung hết cho bọn đa cấp. Bây giờ chúng nó bùng hết rồi chị ạ. Ôi giời ơi. Khổ nhà em không. Thế sao cái chú phễu này nhìn mặt thì khôn mà lại dại thế nhỉ? Trời ơi, có phải mỗi ông phễu nhà em đâu. Lão Giang nhà chị cũng cúng cho chúng nó mấy chục triệu kia kìa. Cái gì? Cô nói cái gì? Thì lão Giang nhà chị em nghe bảo cúng mấy chục triệu cho bọn nó. Ôi giời ơi, đàn lợn của tôi đâu rồi? Phần lẻ thì tôi không có giữ thể diện gì nữa. Ông ra đây. Ra đây. Chị ơi, em xin chị. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.